Thưa tất cả bà con, thì trong video này chúng ta trở lại với cái câu chuyện của cháu Hào Nam nha bà con. Hôm nay là ngày thứ 20 rồi. Ngày thứ 20 kể từ ngày tai nạn xảy ra, nhưng mà vẫn còn vướng mắc rất nhiều. Chưa thể đưa được cháu Hào Nam lên mặt đất. Và đặc biệt đã xảy ra những cái sự cố mà trong cái video trước đây vào ngày hôm qua đó, mà đăng trên kênh, đăng tải trên kênh của tôi đó, kênh luật gia Trần Đình Thu đó, thì kỹ sư Tiến đã cảnh báo về những cái nguy cơ này. Và quả thật là anh phải nói là anh cảnh báo rất là chính xác. Và bây giờ chúng ta tiếp tục là đi sâu vào cái vấn đề đó nha bà con. Rồi trước hết thì xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Thì thưa bà con, trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm qua đó, thì kỹ sư Tiến nói rằng ai chưa xem cái clip ngày hôm qua thì xuống dưới cái comment thứ nhất của cái video này để xem nha bà con. Thì trong cái clip ngày hôm qua thì kỹ sư Tiến nói rằng là khi mà xuống phía dưới đó thì nó sẽ có những cái sự bùng nổ áp suất. Khi mà rút cái trụ bê tông lên ấy, thì do cái trụ bê tông đó là nó nén chặt vào lòng đất đấy. Thì tôi có ví von là giống như là cái nút chai sâm banh đó, là khi mà rút ra cái chai sâm banh thì áp lực là nó đẩy cái nút chai phụt lên trên trần nhà đấy. Đấy thì cái đó hôm nay là đã xảy ra nha bà con. Đấy, mặc dầu chưa xuống đến đáy, mới xuống đến là tất nhiên rằng là ở đây là cái đoạn mà nối giữa cái trụ cuối cùng và cái trụ thứ hai đó. Thì khi nhổ lên đó, nhổ cái trụ thứ hai lên, trụ thứ nhất nhổ lên thì bình thường, trụ thứ hai nhổ lên thì kỹ sư Tiến nói rằng ở cái đoạn đó là sẽ có cái sự bùng nổ áp suất. Và quả thật là như vậy. Và cái sự bùng nổ áp suất này nó đã dẫn đến là 200 mét khối cát là nó tràn vào, nó buộc phải dừng cái việc cứu hộ lại để mà bơm 200 mét khối cát lên. Bà con tưởng tượng 200 mét khối cát thì nó rất lớn nha bà con. Đó. Và như vậy là kỹ sư Tiến là tiên đoán hoàn toàn đúng. Thì đây để tôi mở cái bài này ra cho bà con xem nha. Rồi có thể rằng là tôi đây, thấy không, bơm 200 mét khối cát xử lý sụt lún để đưa thi thể bé trai 10 tuổi lên mặt đất, thấy không. Đây, Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp đã điều động hai ghe bơm cát khoảng 200 mét khối đến công trình cầu Rọc Sen để xử lý sạt lở. Đấy, sạt lở ở cái đoạn mà kỹ sư Tiến đã là cảnh báo đó bà con. Sáng 19 tháng, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã hút hạ bê tông nai gì đó ngoài ống vách D2100 đến độ sâu 27 mét, đồng thời sửa sang lại mặt bằng thi công cho các thiết bị và tiếp tục bơm nước ra khỏi ống vách D2100. Đấy, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, quá trình bơm bentonite ra khỏi lồng ống phần đất giữa hai vòng vây cọc ván thép ở phía lán trại bị tụt nên phải dừng bơm. Chính vì thế, Sở Giao thông Vận tải đã điều động hai ghe bơm cát khoảng 200 mét khối đến bơm vào giữa ống vách D2100 và tường vây cọc ván thép đến 5 giờ ngày 19 tháng 1 đã hoàn thành. Đó thì mặc dù rằng là cái sự việc mà cái sự cố này được xử lý kịp thời, cũng không có xảy ra cái điều gì rất là ghê gớm, nhưng mà cũng cho thấy rằng là càng về dưới sâu thì càng không đơn giản tí nào. Đấy, chúng ta tưởng tượng rằng là ở dưới lòng đất sâu đó nó sẽ có nhiều cái vấn đề bị dồn nén áp suất và dẫn đến là những cái nguy cơ như vậy.
Thì cho đến hôm nay, cho đến giờ này thì chúng ta thấy rằng chưa có cái tín hiệu gì cho biết rằng là đã đưa thi thể Hào Nam lên được trên mặt đất, mặc dù là ngày thứ 20 rồi và hôm nay thì là ngày ngày 28 Tết bà con ha. 29 30 còn 2 ngày nữa. Còn đúng 2 ngày nữa là chúng ta đã bước đến giao thừa, thì như vậy liệu 2 ngày có kịp hay không? Thì bên lực lượng cứu hộ họ quyết tâm là đưa lên trong ngày hôm nay, chậm lắm là sáng mai, nhưng mà tôi thấy cũng có nhiều lần là quyết tâm rồi nhưng mà vẫn phải lùi mãi, quyết tâm rồi vẫn phải lùi mãi. Như thế hôm nay là chỉ còn một cái ống trụ cuối cùng, nhưng mà việc nhổ nhổ cái trụ này lên phải nói là rất phức tạp. Bà con cứ tưởng tượng là nó như thế này, cái trụ cuối cùng liệu có nhổ lên được hay không? Ý là nhổ một cách là suôn sẻ đó, có nhổ suôn sẻ mới là đưa thi thể của cháu Hào Nam lên được, chứ còn nếu không á là nó sẽ xảy ra một là nó tụt cái mà để nhét cái nút ở dưới cùng đó lại, thì là tuột luôn cả cái thi thể xuống dưới đấy, tức là cái phần cuối cùng đó nó có thể rằng là nó bị gãy lại nếu mà nhổ mạnh quá, chứ có phải đùa đâu. Đòi hỏi phải đào xuống dưới đó, đào tới nơi cho nó lỏng ra phía dưới đó đã rồi mới rút lên, chứ còn mà đào giữa giữa mà nhổ lên này có khi là nó gãy mất là cái phần đuôi đấy, là nó nằm lại dưới thì cũng chết luôn đấy. Mà nếu không như thế đấy thì cát nó cũng sẽ là tràn vào rồi cũng phải xử lý, cát tràn nữa rất là mệt. Dĩ nhiên là cuối cùng cũng vẫn có thể rằng là làm được đấy, chứ không phải không, nhưng mà ý tôi muốn nói rằng là cái thời hạn cận kề ngày Tết liệu có làm kịp trong trước chiều 30 là hay không, thì đây là một cái điều phải nói là rất là đau đau lòng. Hiện nay thì các cái lực lượng mà thi công đó người ta đã chuẩn bị để làm các cái lễ để an táng, khâm liệm rồi an táng này kia kia nọ cho cháu Hà Nam, là để tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng, là tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đấy. Thế nhưng mà vấn đề rằng là bao giờ nhổ được cái cọc cuối cùng đấy lên cũng là một điều phải nói rằng là hết sức là khó khăn bà con ạ. Đấy. Bởi vì rằng là ở dưới đó khi mà đóng cái cọc xuống thì là dễ, nhưng mà nhổ cái cọc lên là như thế rồi thấy cũng gian nan thật, không biết đóng cọc hết bao bao lâu, tôi không hỏi kỹ sư Tiến, nhưng mà việc nhổ lên thấy quá gian nan. Đóng xuống thì tôi nghĩ chắc chừng vài ngày, chừng 3 4 ngày thì chắc đóng được, nhưng mà nhổ lên trời đất ơi thấy khiếp quá đó. Thì cái việc cứu hộ phải nói là rất căng thẳng và chúng ta bây giờ cũng chỉ biết là ngồi là cầu nguyện cho cháu Hào Nam được về sớm, với lại được lên khỏi lòng đất chứ không phải về nữa. Bây giờ về đâu nữa, được lên khỏi lòng đất sớm ngày nào 2 ngày đó thôi, chưa biết là trong Tết hay là ra Tết. Lực lượng cứu hộ thì họ đã quyết tâm là sẽ cắt cử cái lực lượng ở lại là làm xuyên Tết rồi, đây cũng quả là một cái điều phải nói rằng rất là đáng quý đó. Thì cái câu chuyện nó là như thế nha bà con. Ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùng. Và một lần nữa thì cũng xin chúc mọi người trong ngày cuối năm mọi sự an lành bình yên. Chúc cho lực lượng cứu hộ là sớm hoàn thành công việc. Và rồi xin hẹn gặp bà con trong video sau. Xin bye bye tất cả mọi người.